Xin chào quý anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng mọi người đã quay lại với video hôm nay của Bích Đào. Thì lời đầu tiên Bích Đào xin chúc quý anh chị một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như là cuộc sống ạ. Thì hôm nay Bích Đào ra dự án để cập nhật cho quý anh chị hai cái dự án lớn của Quy Nhơn, đó là dự án đất nền nhân hội New City và thứ hai là dự án căn hộ nghỉ dưỡng Takashi Ocean Suites Kiko. Thì mời quý anh chị cùng dạo quanh hai dự án này cùng với Bích Đào ạ. Là một trong năm tỉnh thành phố hạt nhân của duyên hải miền Trung, Quy Nhơn Bình Định đang chuyển mình ngoạn mục thu hút vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Đặc biệt với sự cộng hưởng về hạ tầng, kinh tế, xã hội, nơi đây đã tạo nên động lực tăng trưởng kinh tế du lịch hấp dẫn. Trong đó, khu kinh tế Nhơn Hội thuộc bán đảo Phương Mai được xem là trung tâm và động lực tạo đột phá kinh tế, xã hội của địa phương này. Thỏa mãn cả điều kiện về mô hình landcation và vị trí đắc địa trên quốc lộ 19B của bán đảo Phương Mai, đất nền Nhơn Hội New City với mức giá chỉ từ 2 tỷ 390 triệu trên một nền, trở thành một viên ngọc quý giữa Quy Nhơn, mở ra tiềm năng sinh lời bền vững cho tất cả các nhà đầu tư khi dự án được lấp đầy bởi đông đảo các gia đình trẻ, lực lượng lao động tri thức, chuyên gia, khách du lịch đến sinh sống và nghỉ dưỡng dài ngày. Thực tế cho thấy, không gian sống xanh đã được hình thành và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, Nhật Bản, Hà Lan. Các cư dân hiện đại cũng sẵn lòng chi trả nhiều hơn để được gần gũi với thiên nhiên trong lành và tận hưởng những khoảnh khắc an yên. Thuận theo xu thế đó, chất liệu xanh đã trở thành yếu tố luôn được ưu tiên khi kiến tạo Nhơn Hội New City. Vùng xanh cây cối, mảng xanh phủ khắp Nhơn Hội New City mang đến nguồn sinh khí tự nhiên là không gian để các cư dân tái tạo và cân bằng cảm xúc. Chất liệu xanh cho cuộc sống an lành. Sắc xanh biển cả, tầm nhìn hướng biển là nơi chiêm ngưỡng một cách hoan mỹ khung cảnh trời biển giao hòa, giúp cư dân tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Sở hữu vị trí độc tôn trên vùng đất rộng mở tiềm năng du lịch Quy Nhơn, đất nền Nhơn Hội New City, tựa như viên ngọc quý mang theo tinh hoa của sự phồn thịnh khi có tầm nhìn thiên sơn hải lộ, pháp lý hoàn thiện, sở hữu lâu dài và hệ tiện ích mang đến những trải nghiệm đẳng cấp. Tập đoàn Danh Khôi chi nhánh Quy Nhơn xin kính chào quý khách. Đón sóng đầu tư, sinh lời giá trị, chỉ cần căn hộ view biển tiêu chuẩn Nhật Bản có sổ hồng tại Quy Nhơn. Takashi Ocean Suite Kiko, bản sắc Nhật, bền vịnh thiên đường. Tâm điểm giải trí sôi động Nhật Bản hàng đầu Việt Nam tại Quy Nhơn. Quy mô 8,3 hectare, bao gồm 17 block căn hộ cao 39 tầng và một block khách sạn lấy cảm hứng theo các thành phố nổi tiếng của Nhật như Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo. Với vị trí đắc địa trên quỹ đất vàng khan hiếm tại bán đảo Phương Mai, khu đô thị Takashi Ocean Suites Kiko mang đến cho nhà đầu tư giá trị gia tăng bền vững, tính thanh khoản cao cùng cơ hội sinh lời lớn từ khai thác cho thuê. Hỗ trợ vé máy bay khứ hồi tham quan nhà mẫu, Takashi Ocean Suites bản sắc Nhật bền vịnh thiên đường, phát triển dự án tập đoàn Danh Khôi. Thì vừa rồi Bích Đào đã cập nhật cho quý anh chị hai cái dự án lớn của khu kinh tế Nhân Hội. Thì nếu quý anh chị có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với em qua hotline trên màn hình. Thì Bích Đào sẽ hỗ trợ cho quý anh chị những thông tin cần thiết ạ. Bích Đào xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.